Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của Funnyby. Hôm nay Funnyby xin giới thiệu đến quý vị mẫu sofa chữ L FB90602. Sản phẩm được thiết kế với dạng tân cổ điển đơn giản, với điểm nhấn là phần lưng tựa và tay vịn được may caro rất là tỉ mỉ và tinh tế. Hay tiếp đây Funnyby xin chia sẻ những các thông tin cơ bản. Đầu tiên là về chiều dài của ghế sofa 2,5 m. Về chiều rộng của sofa sẽ là 1,7 m. Chiều cao cơ bản tính từ mặt đất đến phần lưng ghế là 85 cm. Chiều cao của phần tay vịn là đây, tính từ mặt đất đến phần mình để tay đây là 75 cm. Chiều rộng của phần chữ L thừa ra là 80 cm. Về phần lòng sâu của ghế, tức vị trí của mình ngồi, sẽ là 60 cm. Chiều cao tính từ mặt đất đến vị trí ngồi là 40 cm. Nhìn tổng quan, mẫu sofa FB90602 được sử dụng 100% phần khung gỗ tự nhiên đã được xử lý và hạn chế cong vênh mối ngọt. Bên ngoài, Funnyby đã bọc bên ngoài bằng chất liệu da nhập khẩu Hàn Quốc rất là sang trọng và đẳng cấp. Với cái vỏ bọc bóng bẩy như này chắc chắn sẽ phù hợp với những không gian có diện tích như tầm từ 30 m² trở lên. Ngoài ra, tại Funnyby còn hơn 400 các gam màu sắc khác nhau để cho quý vị có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích, phong thủy hay là phù hợp với đồ nội thất của nhà mình hơn. Nếu quý khách cũng muốn giống như tôi và ưng mẫu sofa này, hãy ghé thăm các hệ thống showroom của Funnyby và chọn cho mình được thực tế trải nghiệm và chọn cho mình được mẫu sofa ưng ý nhất. Có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline như chạy ở dưới màn hình hoặc liên hệ qua website funnyby.com. Tại dưới website của chúng tôi có địa chỉ cụ thể cũng như có bản đồ để hướng dẫn quý vị đường đi như thế nào cho phù hợp nhất. Nếu mà bạn muốn biết thêm các thông tin cụ thể cũng như là về các tính năng ưu việt của sản phẩm này, hãy like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.